Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có mặt ở tại chung cư của nhà của Hoàng Yến. Thì đều là Võ Nguyễn vừa mới xong những ngày cách ly do cái dịch Covid-19. Thì hôm nay mình có dịp đến đây và đến để thăm nhà của Hoàng Yến, cũng như trao đổi những cái câu chuyện xung quanh liên quan tới cái chuyện cách ly của Hoàng Yến, cũng như câu chuyện về cuộc sống hiện tại của Hoàng Yến. Hi, chào em. Rồi mời các bạn khách tới nhà. Chúng ta phải đeo khẩu trang nha mọi người phải nhớ tuân thủ nha. Chắc các bạn dễ dàng nhận ra đây là Võ Hoàng Yến. Chào các bạn. Hôm nay anh đến để nhất là thăm Yến, với thứ hai là nghe Yến chia sẻ về những câu chuyện như cái thời cách ly như thế nào Yến. Thì qua những ngày cách ly thì Yến cảm thấy như thế nào? Thực ra thì như mọi người cũng theo dõi trên mạng xã hội và rất nhiều cái liên báo chia sẻ về Hoàng Yến, thì những ngày cách ly của Võ Hoàng Yến là những ngày mà Yến coi đó là một cái trại hè, chứ không phải là những nơi khi cách ly tập trung. Trại hè là sao? Bởi vì khi chúng ta có thời gian quay quần với nhau, chúng ta có thời gian là đứng như là những cái cuộc hướng đạo sinh gì đó, đi chơi như vậy luôn, và Yến cảm thấy rất là quý cái thời gian đó. Như vậy thì trong những ngày tháng như vậy thì Yến có gặp cái áp lực gì nhiều về cái cộng đồng hay là về... Thật ra thì Võ Hoàng Yến là một người rất là lạc quan, và điều đầu tiên Yến suy nghĩ về tất cả mọi việc đó là mình phải nghĩ mọi việc theo một hướng tích cực. Và chính vì vậy mà Yến luôn luôn có một tinh thần vui vẻ. Và điều Yến sợ nhất khi ở trong khu cách ly đó chính là khi mình không có lạc và không được lạc quan và không được vui vẻ, mới đó là điều Yến sợ nhất. Nghe nói là Yến trong đó là chủ sĩ nhiều cái trò chơi đó và nhiều bạn bè trong đó lắm ha. Yến có thể kể là cái chuyện đó cho mọi người. Thật ra thì cũng rất là nhiều trò chơi, tại vì chúng ta có thể chơi lô tô nè, rồi chơi ma sói nè, là những cái trò chơi mà chúng ta hay ngồi giãn cách ra nhìn 2 mét. Và lần đầu tiên Yến chơi ma sói luôn, được mọi người chỉ thì mình chơi cũng khá là chuyên nghiệp đó nha. Rồi đi hái rau, hái trái cây, có hái mít, hái đu đủ nữa, rất là nhiều thứ, rồi cùng nhau làm đu đủ, gõ đu đủ luôn. Nói chung là rất là nhiều trò sáng tạo, ngoài ra còn có câu cá nữa. Rồi có chơi với bộ đội không? Nghe nói là bộ đội nhiều lắm. Yến có tâm sự có rất là nhiều dân quân và bác sĩ, Yến cũng dạy đi nhiều chuyện á. Thì mọi người rất là vui vẻ và cũng rất là hòa đồng, cũng như là các bạn dân quân rất là những người mà Yến cảm thấy rất là biết ơn, bởi vì các bạn rất là dành những thời gian của mình để mà chăm sóc tất cả mọi người giống như người thân trong gia đình của mình vậy. Như vậy thì sau cái những cái ngày cách ly như thế này thì cái lúc mà cái ngày đầu tiên mà Yến về nhà đó thì cái việc đầu tiên là Yến làm gì và vừa để được gia đình mình chào đón như thế nào? Ngày đầu tiên khi mà Yến về nhà thì thay vì cho việc chào đón là vui mừng, thì mẹ của Yến bắt Yến phải đi tẩy trần toàn bộ từ trên xuống dưới, mới được đụng cho từng đồ đạc trong nhà, còn không là không cho đụng gì luôn, lên cầu thang không cho cầm tay nắm luôn. Đó là mình phải làm việc đầu tiên là như vậy. Sau đó là việc thứ hai, Yến leo lên bàn cân coi mình lên bao nhiêu ký, thì may quá là có 1 ký thôi. Tại vì 17 ngày trong đó ngày nào cũng được ăn nhiều đó anh ơi. Ăn một ngày 3 bữa luôn đó, mà ăn đầy đủ, ăn bánh bao, bánh ướt, bánh giò, chả rồi bánh cuốn, rồi cơm xào, cơm chiên, bún xào đủ loại luôn, không lên ký mới lạ. Rồi hiện tại thì cái công việc của Yến hiện tại thì như thế nào, Yến có thể chia sẻ, tại vì mọi người cũng đang quan tâm là sau cái thời gian cách ly thì cái cách ly tại nhà, rồi giờ là tới là cách ly giãn cách xã hội, thì Yến có thể chia sẻ là những công việc của mình hiện tại cũng như sắp tới như thế nào Yến ha? Thật ra thì như mọi người cũng biết, chúng ta đang trong thời gian cách ly xã hội, thì vấn đề mà công việc của Yến thì Yến mình chắc chắn là sẽ đình trệ rồi. Tuy nhiên những ảnh hưởng về công việc của mình nó không là đáng là gì so với tất cả mọi người đang phải chịu đựng. Thành ra là Yến cứ nghĩ theo mặt tích cực nhất, đó là chúng ta cứ tuân thủ đúng cái quy định của chính phủ, đó chính là ai ở đâu thì ở yên ở đó, để giúp cho mình chung tay đồng nhau đẩy lùi lại dịch Covid này một cách nhanh nhất và sớm nhất. Rồi đó là cái về câu chuyện cách ly của Võ Nguyễn. Thì hôm nay mình đến đây là cũng nhiều người sẽ muốn xem là cái nơi ở của Hoàng Yến thì như thế nào. Thì Yến có thể giới thiệu sơ về cái nơi ở của mình được không Yến ha? Ví dụ như cái nơi này thì ở đâu, rồi những câu chuyện anh thấy. Thật ra thì Yến và về căn nhà này đã là 4 tháng chưa ở đây rồi. Tại vì như mọi người cũng biết là Yến đi du lịch nước ngoài từ vào tháng 12, tháng Noel. Và bây giờ thì coi như là đã 4 tháng mình chưa về nhà. Thì nhà cũng hơi bừa bộn một xíu, mọi người thông cảm. Đầu tiên là nói về cái tủ lạnh đi. Đây là Yến có cái thói quen là đi bất cứ nước nào Yến cũng sẽ mua một cái đặc biệt của nước đó. Ví dụ như là như mọi người thấy đây là của Nhật nè, con mèo, rồi cô gái mặc kimono và cái đồ cái lồng đèn, hay qua ở quán sushi đó. Cái này là ở Mỹ, đây là ở Anh, cờ Anh. Còn đây là ở New York đó, những cái tác phẩm nghệ thuật Brooklyn, cầu Brooklyn. Hàn Quốc là có cái này đó, Malaysia, rồi Tây Ban Nha, Úc. Con này là Chris ở Hy Lạp, cờ Hy Lạp. Con này là Úc nè, đó, Koala, Hà Lan,
đó. Tulip. Rồi cái này Singapore, rồi cái con này ở Pháp, cái con này ở Venice Ý. Yến còn rất là nhiều luôn á, nhưng mà Yến chưa có. Có nghĩa là đi tới mỗi nơi là cái là em mua về một cái. Mỗi nơi là em mua cái kỷ niệm. Còn như cái này mọi người thấy là đây là chữ viết tay của Yến hết. Mà cái này cũng viết khá là lâu cho nên bây giờ cũng hơi lem lem. Nhưng mà này, cái này có ý nghĩa gì không Yến hả? À, nó là những cái quote, là những cái câu nói mà để mà giúp cho mình trong thời gian, ví dụ như là mình, ví dụ cái lúc mình bị đau mối trong cuộc sống thì mình những cái câu này nó sẽ giúp mình có tăng cái năng lực tích cực lên. Ví dụ như là keep moving forward, là luôn luôn phải tiến tới, không bao giờ lùi bước. Hay là the monotony life of a quiet life, thì nó là một cái câu giống như trong cái cuộc sống im lặng của mình, nó đôi khi nó cũng có thành công trong đó. Những cái nhịp điệu của sự im lặng nó là một sự thành công. Nó hoặc là câu đó như bằng the monotony of a quiet life stimulates a creative mind. Câu này của nhà bác học Einstein nói, có nghĩa là cái sự im lặng, cái những cái nhịp im lặng trong một cuộc sống đó, nó sẽ giúp chúng ta có những cái sáng tạo nhiều hơn. Đó. Còn nói về con số này đi. Vì ngày sinh nhật của em, 29 ngày 29, nó là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của em, dạ. Họ làm hết never give up, là không bao giờ đầu hàng. Rồi, phía sau lưng em là có tùm lum hết lem, tùm lum hết trơn rồi. Đó. Thì we are invisible, là mình là vô địch. Mỗi câu nói nó đều có một cái nghĩa. Dạ, đó, một cái nghĩa riêng. Dạ. Động viên mình. Rồi thường là mà Yến chỉ về đây là nghỉ ngơi thôi, còn công việc hay đi làm không? Thường là em sẽ về đây ở là chủ yếu, nhưng mà tại vì mùa dịch này thì em sẽ ở nhà với ba mẹ. Với cái đàn piano này thì ngày xưa Yến có học đàn, nhưng mà bây giờ quá lâu rồi cho nên là cũng không có đánh được như thường xuyên nữa. Mà trên đây là những bức ảnh, bức ảnh nhà đúng rồi. Thích. Đây là hoa mà fan tặng, fan tự gấp fan tặng. Cũng nói thêm là căn nhà này thì Yến không có thường xuyên ở đây, chỉ là 4 tháng rồi. 4 tháng này là Yến chưa ở đây tại vì đi du lịch nước ngoài. Và bây giờ gặp ngay lúc dịch nữa thì mình về nhà ở ba mẹ cho vui. Rồi. Chia sẻ một chút xíu về câu chuyện tình yêu đi á. Nghe nói cũng rất là thú vị, là người yêu quý hiện tại là cũng ở rất là xa. Yêu xa đó. Yêu xa thì yêu như thế nào, rồi thường ngày sao, nói chuyện sao? Yêu xa thì nói chung là tại vì đây là chắc là phải, mọi người nghĩ là yêu xa là chắc chắn mình sẽ yêu rất là một khoảng cách nửa vòng trái đất. Thì mỗi ngày, như mọi người biết thì thời gian ở Việt Nam và Mỹ nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Cho nên là tụi Yến sẽ phải liên lạc bằng cách lúc người này dậy và một khoảng thời gian chung. Tuy nhiên đối với Yến và bạn trai của Yến thì là khác. Yến, tụi Yến thường hay xuyên là FaceTime 24/24 luôn. Bất cứ lúc nào rảnh là FaceTime và hầu như đi ngủ cũng FaceTime nữa. Cho nên là không cảm thấy xa nhau chút nào hết. Nghe nói là Yến lúc đi ngủ thì vẫn FaceTime để mà người yêu canh chừng ngủ hả? Tại vì thường thường là có người yêu canh chừng ngủ thì ngủ ngon hơn á. Đó vậy hả? Rồi lúc mà người yêu em ngủ thì sao? Lúc người thì yêu em canh lại. Em canh lại. Tới khi nào điện thoại nó bị tắt thì thôi. Giờ ngày nào cũng vậy á. Giờ ngày nào cũng vậy á. Rồi khi mà đi làm việc thì đi làm việc thì công việc sẽ off lại, nói là em đang đi làm việc thì khi nào xong em sẽ gọi. Rồi, ok. Thì bên trên tường này em thấy có một bức tranh từ trong nhà, thì vừa Yến thấy là bức tranh, bức ảnh này là bức ảnh lúc chia sẻ thì cái đây. Bức ảnh này là bức ảnh trong một cuốn sách của một chị người mẫu. Nếu mà người cũng biết đây là cuốn sách của Đinh Ngọc Diệp. Đinh Ngọc Diệp là người mẫu cũng khá lâu và cũng chơi thân với Yến. Và đây là cái bức cái cuốn sách đó có tên là Cocktail Dày và Khói, thì là một bức ảnh nằm trong cuốn sách đó mà Diệp tặng cho Yến. Yến có thích cái bức ảnh? Rất là thích luôn á. Lúc mà đang trình diễn đồ cưới phải cô dâu thiệt luôn nha. Ok, vậy là Yến đâu có nấu ăn ở đây vậy? Hầu như là bếp thì rất là đầy đủ luôn á, nhưng mà rất là ít nấu ăn tại vì ở một mình. Cho nên là hầu như là tất cả mọi sinh hoạt hay là ăn uống Yến sẽ gọi order về nhà, ăn thì nó tiện. Nhưng mà Yến gần lắm mới nấu thôi. Nhưng mà Yến em thích nấu ăn không? Nấu ăn ngon lắm á. Vô cách ly là làm nhiều món lắm. Nấu ăn ngon lắm á. Thường thường ở bên Mỹ là Yến nấu ăn rất là nhiều, là mình tự nấu luôn. Nhưng mà còn về Việt Nam? Việt Nam hầu như là ở một mình thì sẽ không nấu vì rất là tốn thời gian. Với lại khi về Việt Nam thì Yến đi làm rất là nhiều. Cho nên là không có thời gian để mà mình tự chăm sóc bản thân của mình, cho nên đành nhờ quán ăn ở ngoài chăm sóc vậy. Rồi, ok. Thì mình vừa giới thiệu các bạn đây là cái đi thăm nhà của Hoàng Yến. Thì đến đây thì mình cũng xin cảm ơn Yến, rồi cũng chúc Yến nhiều sức khỏe ha. Sau thời gian cách ly thì mọi chuyện nó sẽ tốt lên ha, về công việc, về cả mọi thứ. Cảm ơn anh và xin chào tất cả mọi người.